Này đúng bận luôn cả nhà ơi. Làm cái thợ lò đầu tiên nha. Đây, cho Đạt Nguyễn giờ xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà mình nha. Thì hôm nay mình sẽ review cho mọi người xem một cái video. Đó chính là câu cá thò lội biển gần giờ nha. Lâu rồi không đi câu. Đây là số cần câu của mình nè. Cái lưỡi nó là cái lưỡi số 12 nha mọi người. Đây. Lưỡi số 12 nha, rất là bén. Thì mình cũng làm mới câu nè, 2 4 6 8 10 12 14 15 16 18 cái này khoảng 30 cây rồi nha. Tại vì mình đếm trước rồi. Thì mồi của nó chính là mồi tôm nha. Bỏ vô cái vỏ này. Đó. Mồi của nó là mồi tôm. Tôm này mình có thể là lấy tôm bạc hoặc là tôm bầu cũng được. Đây là con tôm bầu. Một con tôm là một cái lưỡi câu móc vô, lọc ra nha. Mình sẽ lọc con tôm ra cho nó dễ ăn. Cũng mọi người xem video thấy hay nhớ đăng ký kênh, ủng hộ chia sẻ video của mình nha mọi người. Đó, cái con tôm bầu này nè mình lọc ra là nó trắng trắng, thịt ngon lắm. Cũng như đời sống của người ta vậy, cái gì dễ ăn là đừng nên ăn nha. Cho nó dễ ăn. Cái gì dễ ăn là chết á. Đợi giờ dễ ăn là chết queo á. Tôm bạc. Đó, dễ ăn là không phải chết. Bỏ vô, bắt đầu đi thôi. Rồi tới hang, tới địa điểm mình quay cho mọi người xem nha. Rồi đi thôi cả nhà ơi. Đây nè cả nhà, mình tới địa điểm câu cá thò lội nha. Đây là cái dấu con cá thò lội bự nè. Đó cả nhà thấy không? Cả nhà thấy không? Nó chuồn xuống đây nè, hang nằm đây nè. Mình để một mồi chỗ này nha. Đây là mình để con mồi chỗ này nha cả nhà. Đây là mình chai tay một cái cần đầu tiên luôn nha. Nè con tôm nè, mình lột ra đó cho nó mềm dễ nuốt đó, như vậy này nha. Lấy cái cần câu móc vô cái con tôm, cần câu mình làm hơi bị chắc chắn, cái cục mồi nó hơi bị bự rồi cả nhà. Móc cục mồi xong cho lưỡi câu nó đó, thấy chưa nhà, thấy chưa, bóp ra, bóp mồi mềm mềm nha. Rồi vậy nha, cắm xuống để đây nha. Rồi cắm câu xuống, rồi cứ vậy mà tiếp tục nha cả nhà. Đó, cần câu cắm vậy đó nha, cắm cái này cũng như cắm cá lóc rồi cả nhà. Nhưng mà cái mồi của nó là cái mồi tôm với lại mồi dế thôi, nó không có khác gì hết nha. Đó, cứ vậy đó mà cắm, tới hang mình cắm, lựa hang nào có mình cắm nha. Hang này có nè, nhưng mà con này nó nhỏ chứ không bự. Cắm vậy nha. Rồi cá đầu tiên luôn cả nhà ơi. Rồi làm cá thò lội đầu tiên nha. Trời ơi, răng răng đâu vậy? Đi thôi. Đây nha. Dính nè, thẳng dây nè, thấy không? Dở lên nè. Hui. Thêm con nữa.
cúp, cái cúp nha. Wow, dữ dữ. Con này chắc bự á, đất nó ăn nó nhả bự quá nè. Này đúng bự luôn cả nhà ơi. Bự nghe. Răng nó nè, răng nó bén như con chó vậy. Rồi, về nhà mình gỡ cho mọi người xem nha. Đây cái nhà dính nữa nha. Cái này dính chăm chăm chắc cú. Đó, thấy chưa? Chạy ra cái thoát. Cái này dính nữa nha. Trời ơi. Cá lội bự chi trời. Ôi sảy sảy sảy. Không sảy luôn rồi. Thiệt tình. Cua bò quá trời luôn. Nhìn cả nhà. Cá bự luôn. Cá này bự luôn. Ôi trời 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 trời. Liệt 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 cần câu luôn. Hôi hàng lên. Quá bự. Mệt. Mệt chịu lắm luôn cả nhà. Ôi dính nè, dính cắm ạ. Trời ơi nó bự. Nó bự nè. Nghe không? Bự dữ không? Cả nhà ơi, mình đi đặt cá mình bắt được thấy con cua, bắt thử con cua nó bự nhỏ nè. Cái gì vậy? Xình không? Quá trời đau rồi.
đúng thế nha. Đúng coi nha. Đào ở đây nè. Trời ơi, anh cua. Cua chút xíu à. Bắt luôn. Cua này cua cái. Hay da. Chói mày luôn. Cua này cắn đau lắm nè. Cua này nó mới cắn một cái đau cực kỳ luôn á. Còn vậy rồi. Tiếp tục cả nhà. Đây là thành quả của một ngày câu cá nha mọi người. Cá này hết rồi, câu đủ mấy con rồi. Tôm nhiều, cá hết. Tôm này để làm mồi câu nữa nè. Để tôi lạnh mai câu tiếp. Rồi, được mấy cái lòi. Ơi ơi ba dữ vậy. Cua, cua này dữ, cua này ghê lắm. Cắn cái chảy máu đi. Được 2 4 6 8 10 con. Mình cái lòi nha cả nhà. Rồi xin chào tạm biệt, hẹn lại mọi người trong video tiếp theo luôn nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha mọi người. Bấm cái chữ đỏ đỏ đăng ký giùm con cho cô chú ơi. Dì dưỡng anh em ơi.